Em Hoàng, FTUA, chào tất cả anh nhá. Ninja 4 hiện tại đã được update lên phiên bản 2.9.15 anh em ạ. Chơi game rất là ngon bằng bàn phím và chuột và iPad Pro ra Black máy nhá. Ở đây em đang sử dụng iPad Pro M1 nhá. Bàn phím và chuột này. Em đang sử dụng cục K560 để cắm bàn phím và chuột và sạc nhanh cho nó anh em nhá. Đó, và đây là một cái giá đỡ tải nhiệt tự chế của em Hoàng nhá. Rồi, và bây giờ chỉ cần vào game và chơi thôi anh em nhá. Đó, nhìn tâm các thứ rất là ngon nhá. Hỗ trợ kìm tâm auto tap bằng trí tuệ nhân tạo anh em nhá. Rất là ngon. Và đi vào tiết thực chiến anh em nhá. Top 1 rất là easy với bộ phụ kiện bàn phím và chuột iPad Pro ra Black máy em nhé. Rất là ngon thôi anh em ơi. Mới đầu mùa em mới bắn được có 9 trận thôi. KDA 14 chấm, chủ yếu là toàn đi solo squad thôi anh em ạ. Không có ghép auto gì cả. Có trận em bắn được 30 kill này, vẫn ok, ngon lành anh em nhá. Đó, thì hiện tại danh mấy đầu mùa đây là nó mới danh có bạch kim, ghép trận nó kiểu người chơi hơi thấp một chút ý, thì bắn nó hơi gà. Đấy, thì sắp tới em sẽ cài cái nick này lên cao cao một chút, bắn cho nó mãn nhãn anh em nhé. Cảm ơn anh em nhé, xin chào anh em, bye bye nhá.